Chào mấy anh em, thì hôm nay Bonsai VN có hôm trước có làm chỉ mấy anh em về các cái kỹ thuật cắt ghép á. Thì hôm nay Bonsai VN sẽ cố gắng làm trọn trong vòng khoảng 10 phút đến 15 phút, chia sẻ cho mấy anh em về cái kỹ thuật ghép trên các cái loại cây nó cùng họ. Thì phải ghép nhé, đúng cùng họ nha, phải chúng ta lấy sòi chúng ta ghép cho cái ổi hay là không được nha. Chúng ta phải tìm cho bạn cùng họ là gì, thì mấy anh em mình xem link bên dưới hoặc là anh em mình liên hệ với Bonsai VN để tư vấn. Thì các dụng cụ để ghép rất đơn giản, một cái kim cạp thì mình ưa dùng thôi, mình nên bấm cây thôi, hoặc là mình dùng kéo cắt cảnh và một cái kéo cắt cành, thì cái này là hỗ trợ thôi. Một cái dụng cụ mà quan trọng nhất đó là kéo mấy anh em. Cái lưỡi dao này là cái lưỡi dao mới bén mấy anh em, mình phải thay lưỡi dao mới, là thứ nhất là nó tránh cái việc mà nhiễm khuẩn, nó phải sát khuẩn mấy anh em. Cái lưỡi dao này phải sắc bén thì nó sẽ sát khuẩn được, mà mình phải dùng hộp lưỡi dao mới này. Và chúng ta sẽ có một cái các cái bịch túi ni lông nếu chúng ta ghép, và đặc biệt là mấy anh em mình phải mua được cái cuộn băng keo dính này. Keo này là người ta gọi là keo dính giấy ghép từ hủy đó, trên số mạng người ta bán cái này, phải cần một cuộn này. Cuộn này mấy anh em mua khoảng 100 đến 150 ngàn cuộn, nhưng mà tùy theo loại tốt xấu và mấy anh em ghép cả cuộc đời cũng không hết. Thì mình sẽ mô phỏng các cái nhánh cây để mình ghép thôi. Thì hôm nay mấy anh em mình theo dõi ha. Thì cái phương pháp mà ghép mà bonsai thường áp dụng á, thấy nó hiệu quả nhất đó là phương pháp mình ghép niêm. Thì hôm nay chia sẻ với mấy anh em phương pháp ghép niêm, nó cực kỳ đơn giản, anh em nào cũng có thể làm được hết á. Thì cái điều đầu tiên á, đây mình sử dụng cái kim cạp. Ví dụ như mình dùng kim cạp, mình cạp một cây ra đi nha. Mình cạp một cây ra như thế này. Đây mình cạp một cây như thế này, sau đó mình dùng một cái dao. Thì cái cây này á là bonsai VN tượng trưng cho cái nó là một cái cây sống nha mấy anh em. Đây là một cái nhánh sống, có nghĩa là một cái cây lớn. Cái cây này thì có thể thân nó bằng bắp tay bắp chân hoặc là bằng cái phủ giấy trở lên ha. Thì đây là một cái thân cổ thụ, mình chỉ làm mô phỏng thôi, đó là một thân cổ thụ. Thì khi mình cắt xong rồi á, mấy anh em mình chú ý bôi một lớp keo Mỹ Tiến trên này ha. Mình bôi một lớp keo Mỹ Tiến trên này, và mình đừng nôn vội ghép sớm, mình để khoảng 5 hôm. Và 5 hôm sau á, đến 7 hôm sau thì lúc này là nó cái mặt này nó sẽ nó đơm thịt lên. Thì lúc này mình mới tiến hành ghép. Thì mình sẽ ví dụ với mấy anh em, mình sẽ ghép một cái nhánh cây nào đó bất kỳ. Ở đây là mình lấy một cái nhánh ổi. Mình lấy một cái nhánh ổi mấy anh em. Thì mình nên chọn cái nhánh ghép sao cho nó không có được dè quá, hay là nó non quá, nó cảm thấy nó vừa vừa như cái nhánh này. Thì nó là vừa vừa, có nghĩa là mấy anh em nhìn thấy là cái khả năng sống của nó có đó. Và chúng ta cắt các cành lá như sau nè. Chúng ta cắt các cành lá là chúng ta hạn chế để lại lá. Nếu anh em để lại nhiều lá thì cây nó sẽ bị chết mấy anh em, nó thoát hơi nước nhiều, cái thân ghép nó sẽ bị chết. Nên là mấy anh em mình chú ý là nó giữ lại mấy cái đây. Mấy anh em mình thấy không? Giữ lại những cái đọt đọt đây chính là những cái đọt sống của nó, và cái lá nửa này là chính là những cái đoạn lá thở của cây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em là cái cách ghép ghép đây là rất là dễ dính và hiệu quả nhất. Mình chỉ chia sẻ anh em là những cách nào dính hiệu quả thôi. Thì đây là bo ghép và đây là thân ghép. Thì bây giờ là trên thân ghép này nè, trên thân ghép này mấy anh em mình sẽ chỉ nó một đường xuống, một đường bình thường thôi nè. Đấy, đường đơn giản như thế này thôi. Thì ở ở trên đó mấy anh em mình chỉ cần chỉ một cái đường đơn giản như thế này, thì cái chiều dài của nó sẽ bằng với là cái chiều dài của cái mạch ghép, để cho cái bo ghép nằm trên đây nó dính vào nhau. Thì mình độ ha, thì khoảng đây đó, thì mình sẽ vác một cái hình chữ V, vác hình chữ V này, vác cho kéo nó thiệt bén thì mới nên vác mới đẹp được đấy. Hay nếu mà kéo chúng ta xấu quá, dao chúng ta xấu quá, cái dụng cụ chúng ta xấu quá thì chúng ta quét nó không có được đẹp, thì vô cái mạch cắt của nó không có được liền. Đây mấy anh em thấy không, mình vác một đường một đường thôi đó. Đây anh em thấy là cái nó sự sắc bén để vô là nó có sự kết dính. Nếu anh em mình mà quét cái kiểu mà nó không có được chuẩn thì lúc này là vô nó không có sự kết dính được mấy anh em, thì nó không có chuẩn đó. Và chúng ta đưa nó vô như thế này,
đó, chúng ta giữ giữ tới đây thôi, đừng đưa sâu quá, nếu sâu quá gì cũng không được nha. Chúng ta phải đưa cho nó hai cái mí, có nghĩa là cái mí mí trên của ghép, mí trên của cái thân ghép và mí trên của cái nhánh ghép phải phải liền dính nhau như thế này nè, khớp như thế này, rồi khi cây nó lớn lên nó sẽ tràn thịt về cái mặt ghép này. Và chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta lấy băng keo từ hủy đây, chúng ta cắt một đoạn như thế này, chúng ta quấn vô, quấn thiệt chặt nè, anh em thấy nó quấn thiệt chặt, cắt một đoạn. Đó. Mình giữ là cái bo ghép nó thiệt là cứng ha, bắt đầu mình quấn nè, thiệt chặt vào. Đó, anh em thấy là quấn. Đây là ở đây là nó tì là được mấy anh em. Tì là được mà. Đó. Đấy, thấy không? Anh em thấy. Khi mà chúng ta quấn thì chặt thế này. Đó là nó kết chín được mà anh em thấy không? Nó kết chín được. Kết chín được. Và chúng ta tiến hành chúng ta lấy cái bịch bóng. Chúng ta cho một chúng ta rưới một chút xíu và nhỏ vài giọt nước vào đây, chúng ta dò dò cái bóng đi để cho nó có cái độ ẩm và chúng ta đút vào đây. Và chúng ta cột phần dưới này. Rồi tiến hành là chúng ta cột phần dưới này để cho nước nó có xuống, nó chạy xuống đây, nó không có dính vô trong bò ghép. Nước nó chạy xuống, nó không dính trong bò ghép đây. Chúng ta cột lại là như vậy là chúng ta xong một cái cách kỹ thuật ghép. Ghép này rất hiệu quả. Cái này là mình áp dụng nó rất là hiệu quả. Rồi, mình sẽ qua cái kỹ thuật, những hai kỹ thuật kia thì mình làm cực kỳ nhanh. Hai kỹ thuật kia là mình làm cực kỳ nhanh. Rồi, đó là mấy anh em mình nhìn cái cây này. Là anh em mình tưởng tượng nó sẽ nứt ra cái mầm sống như thế này. Đây là một cái cây chính, có nghĩa là đây là một cây chính và trên này là nó đang nứt cái cành, một cái cành ổi ra, nó đang nứt một cái cành ổi ra ha. Thì mình tiến hành cắt cái cành này đi, ví dụ vậy đi, cắt cái cành này đi để chúng ta tiến hành thực hiện cái ghép. Đây là ghép niêm, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thực hiện một cái biện pháp ghép thứ hai, đó là ghép niêm. Thì ghép niêm mình sẽ chọn những cái cành mà cái khả năng sức sống nó có như cành này để mình ghép niêm vô trong một cái thân của nó, nghĩa là cái thân đối trọng của cái ghép thì cái thân chính này là cái thân nhánh ghép thì được nứt ra từ thân mẹ đây, ví dụ như cái đây là nứt từ thân mẹ ha, thì chúng ta nó sẽ nứt từ thân mẹ ra đây, ví dụ để cho dễ đây, nứt từ cái thân mẹ là cái đây đi, ví dụ người ta không hiểu đó, đây anh em mình xem không đó, rồi nó nứt từ thân mẹ ra thì mình sẽ ghép từ cái bo nhỏ này vô cái nhánh nhỏ này thì làm cực kỳ nhanh. Bên này mình cũng tiến hành cắt thôi, chọn bo không dè cũng không mỏng. Và chúng ta nên vặt hết lá đi, chúng ta để lại vài lá cơ bản. Và chúng ta tiến hành là chúng ta ghép niêm, cách này là cách ghép niêm, còn cái cách ghép hồi nãy là cách ghép ép thân. Thì đây, cái hai cách ghép hiệu quả nhất thì bắt đầu mình chỉ một cái đường từ đây xuống đây nè. À, mình chỉ, cái này là mình chỉ thân luôn, bởi vì thân nó nhỏ là mình chỉ, chứ mình không có chỉ ve như cái kia. Và cái phân này mình cũng quét một cái hình chữ V. Chữ V thật là mỏng mà. Anh em thấy không? Vét chữ V và sau đó mình vét lại chữ V nữa nè. Đây. Có nghĩa là mình sẽ vét cái gì này nó nét không được. Mình sẽ vét một cái hình chữ V. Vét hai mặt và vét hai mặt như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ để cái cây này vô, cái mạch ghép này vô. Cái bo ghép này vô. Và chúng ta sẽ cho nó xuống. Đó, mấy anh em thấy không? Này, một hình vét chữ V đây. Và chúng ta sẽ đưa nó vô đây. Đưa cho nó vô, đưa nó vô hai khía nhau. Và chúng ta giữ lại. Chúng ta giữ lại và chúng ta cũng tiến hành chúng ta quấn keo dính thôi. Cái này là giấy giấy ghép. Này. Này là giấy ghép, giống như là keo dính gì đó nhưng mà nó quấn lại tự dính nhau hay mấy anh em. Đó, chúng ta quấn thiệt chặt. Chúng ta quấn nhiều vòng thì khoảng 10 vòng thì nó đã chặt, nó giữ được cái chặt cái đoạn này rồi. Chúng ta quấn 10 vòng thì nó sẽ giữ được chặt. Và chúng ta cái cách ghép này thì chúng ta sẽ quấn luôn cái phần trên đây của nó, chứ không có chùm bịch bóng như cái cách ghép kia. Bởi vì cái cách ghép kia là đó, chúng ta sẽ quấn kín hết, trùm kín hết. Đấy. Nó thiếu cái đoạn nào á. Là chúng ta sẽ quấn tiếp cái đoạn đó vô. Này, đây. Chúng ta quấn hết luôn, quấn kín như thế này. Đó, chúng ta phải để lé lại trong đây nha, để lại một vài cái lé nó nằm ở trong đây để nó thở nè.
đó, và chúng ta sẽ bán kính như thế này. Và cái cây này cũng sẽ được đem để ở cái ngoài nắng, không cần tủ gì hết, chúng ta chỉ để nhánh ghép như gì ở ngoài nắng luôn, thì tự nó sẽ đổ mồ hôi trong này ra và nó sẽ tự kết chín. Và sau khoảng 20 ngày thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình cho nó ra cái bệt bóng này, thì bắt đầu là cái lá của nó xanh biếc, nó sống luôn. Thì cái này là cái cách ghép niêm, cái cách ghép này rất hiệu quả. Còn ngoài ra nó sẽ có một số cái cách ghép khác thì bonsai VN chia sẻ nhanh như thế này nè. Thì đó là hai cách ghép mà hiệu quả nhất, đó là cách ghép niêm và cái cách ghép áp thân. Hai cái ghép này là nó sẽ cực kỳ hiệu quả để anh em mình ghép cây. Và hai cái ghép này là cực kỳ hiệu quả. Còn có một số cái cách ghép khác thì nó kiểu là ghép chéo hay là ghép chúng ta ghép ép hai mặt á mấy anh em, cũng là áp thân nhưng mà cái kiểu nó kiểu khác. Thì bonsai VN làm nhưng mà nó không có hiệu quả. Thí dụ như cái cách ghép này nè. Mình cắt đơn giản là hai cành như thế này. Chúng ta vuốt hai mặt chữ V như thế này. Đó, chúng ta vuốt mặt như thế này đi. Đó, cắt bỏ thằng đây. Thì nó ra một cái đường mặt đây. Đường mặt này. Và chúng ta sẽ vuốt cái mặt đường mặt như thế này. Đây. Hai cái đường mặt chéo. Và chúng ta ép vào đây. Cái ghép này cũng được gọi là ghép ép thân mà. Em ép vào nhau như thế này. Thì nó cũng dính. Nó dính luôn. Dính liền hết. Đây dành cho sứ. Ghép này dành cho sứ nè. Chúng ta cũng quấn với bóng và giữ kín. Thì nó cũng, cái ghép này nó cũng hiệu quả. Nó cũng dành cho sứ. Và một cái ghép cuối cùng. Đó là cái ghép dưới da. Cái ghép dưới da xin chia sẻ với mấy em là cái ghép dưới da như sau. Thì cái ghép dưới da đây. Nó cũng sẽ anh em mình tìm một cái đoạn da anh em rạch như thế này. Đó, rạch một cái đoạn da như thế này. Và chúng ta sẽ làm cho nó có cái đoạn lỗ đây. Tách ra. Đây. Anh em thấy không? Đây mình làm cho nhanh. Đó, anh em mình thấy tách ra. Đây người ta gần di ghép cho chanh bưởi nè. Mình sẽ dùng một cái dao, mình khứa một đường và sau đó mình sẽ lặn hai bên hông này ra để cho nó có một cái chỗ ở. Khi mà cái nhánh ghép mình vô đấy thì cái nhánh ghép da của mình vô á là nó sẽ nằm tại hai cái chỗ G của mình, của G. Và đây mình sẽ lựa một cái nhánh nào đó có cái đọt nứt trên này và chúng ta cắt cái đoạn mầm này đi. Đó, một cái hình như thế này. Thì đây người ta gọi là ghép mắt. Chúng ta ghép những cái mắt cây vào nhau. Ví dụ như ta ghép mắt chanh vào mắt chanh vào cây bưởi chẳng hạn. Đó, ví dụ vậy. Thì đây là cái cách ghép mắt nè. Đó, ghép mắt. Thì nó cái mạch sống của nó là chỉ có cái mắt này thôi. Thì trên mạng nó gọi cách khác nhưng mà đây mình gọi cho đơn giản. Anh em lên mạng xem. Cách ghép này thì nó áp dụng thì nó không có hiệu quả cho cây bonsai. Mình chia sẻ mấy anh em thêm để mấy anh em có nhiều kinh nghiệm. Thì chúng ta phải đưa cái đường rộng này ra, cái rãnh này ra đấy. Rãnh này, chúng ta nhét cái mắt ghép này vô, nhét mắt ghép này vô rãnh. Cách ghép này thì nó cảm giác nó không có được phổ biến. Đó, mình thấy nè, chúng ta nhét nó vô để cho nó vào cái đường của chúng ta, cái đường dưới da của chúng ta. Thì lúc này đó là cái mắt ghép nó nằm ở trong này. Đó, anh em thấy không? Mình phải làm cho nó thật khéo léo à, thì nó sẽ nằm được một cái đường ở dưới cái da, có nghĩa là trên dưới da. Và chúng ta sử dụng cái hai cái đường đầu giấy cuộn kêu dính này. Đó là cái cách ghép cuối cùng. Nó cũng còn nhiều cách ghép khác nhưng mà những cái ghép khác không hiệu quả đấy. Mình bó như thế này. Thì xin anh em mình áp dụng hai cái kỹ thuật ghép kia. Ở trên này cũng vậy. Đó. Vậy là xong anh em.
Và chúng ta cũng dùng một cái vải, một cái miếng giấy bóng để chúng ta tủ cái mắt ghép này lại để cái cây của chúng ta không bị chết mấy anh em. Và chúng ta sẽ khi chúng ta ghép xong thì chúng ta cũng sẽ tủ cái mắt ghép này lại nè. Tủ cái mắt ghép này lại để cái cây ghép chúng ta không bị chết do cái quá trình là nắng hay là do cái quá trình tiếp xúc của bên ngoài. Nước vô nó cũng sẽ bị thối mấy đây. Rồi xin chia sẻ với mấy anh em những cái cách ghép cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Thì có gì mấy anh em không biết á thì comment về bên bên dưới ha. Mình sẽ chia sẻ với mấy anh em về những cái kỹ thuật ghép khá phổ biến và đơn giản thì anh em dễ làm tại nhà và ghép cho tất cả các loại cây đều sống ok hết. Và xin cảm ơn mấy anh em, có gì mấy anh em liên hệ vào bonsai ven số điện thoại Zalo 093 24 11987 nha. Bonsai ven có giao lưu với mấy các loại cây bonsai. Thì mấy anh em mình liên hệ về để anh em mình giao lưu. Rồi, xin cảm ơn mấy anh em và chia sẻ với mấy anh em khi ghép cái cuộn băng keo này phải có. Đó là điều quan trọng, nó cực kỳ dính. Đó. Xin cảm ơn mấy anh em nha và chúc mấy anh em là một buổi chiều vui vẻ cuối tuần, hôm nay chủ nhật mấy anh em.